Cảm ơn anh chị Hùng nhá, chủ điền quá đi chị Hùng thật sự. Tình hình hôm nay là tôi sẽ có một cái buổi cho anh em cách nhậu rất văn minh mà vẫn đảm bảo được độ ngầu, yên tâm không say mà vẫn về nhà an toàn thoải mái được. Đặc biệt là món ăn ở quán này trông thì có vẻ ngon, nhưng hôm nay tôi tiện thể test thử quán mới, một cái quán lẩu riêu đây em. Đi thôi. Em biết đây là cái gì không? Con mạng thấy anh ấy thích làm clip cả những cái hiệu ứng đệt mạng ở web ở bên đệt xong rồi. Wow, như thế không? Đi quán lẩu riêu cua. Tôi cũng chưa ăn bao giờ. Thì ra đây là quán của thằng em tôi. Em hôm nay là tôi đi test thử xem thế nào. Thì anh em mình cùng nhau trải nghiệm ngồi ăn lẩu. Các bạn thấy là view ngoài đường khá là thoáng. Thì anh em chỉ trông đi mẹ mẹ đeo cái dây lên trông còn rác kiểu đéo miệng tí nào luôn hết. Tôi là thân cả bạn hôm trước thì gặp người ta bảo đi đâu đấy rằng em đi đâu đâu chơi cả đấy mà cầm rượu đi mà nghiện đấy đâu anh nghiện đâu. Ủa giống cái thằng tin vãi luôn đấy. Tí nữa tôi sẽ cho anh em nhìn một cái hình ảnh là bên kia đường là quán chim. Cái quán hôm trước tôi làm một cái vlog thì làm xong thì có cái thằng em chơi cùng tôi khá thân thì nó bảo là quán nhà em ở đối diện à, tôi nhớ luôn là ở đối diện có một quán lẩu riêu cua tôi rất là ấn tượng. Bởi vì sao các bạn biết rồi, Nguyễn Thượng Hiền tôi là thằng chuyên ăn bún riêu cua. Nguyễn Thượng Hiền là bách khoa đúng không? Có riêu cua là tôi đều biết hết. Nên đâm ra là lúc này nôn riêu cua đỉnh con mẹ chắc chắn bố mẹ thân thích móc cua nhá, đỉnh con mẹ trông mặt chuyên ngoan nhưng mà đỉnh con mẹ ngoan cái cơ sở cái nét ăn nét uống nét các kiểu luôn lộ con mẹ ra tình cảnh rồi đi tìm hiểu này đã không biết đi đâu chứ còn các bạn cũng lúc lúc nó cũng cua rất là rất thích bóc cua. Hôm nay vào Sài Gòn chết thật kéo nói điều luôn. Còn bây giờ tí nữa thì tôi sẽ đi ăn thưởng thức và đặc biệt nhất đi thật trải nghiệm mẹ đấy người ta gọi là tất nhiên theo kiểu cao thủ bóc cua vẫn đảm bảo là không sai. Lúc nào cũng cua thôi hiểu chưa, sao thế nào kỳ lạ nhỉ. À, và bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị đến với phần chính của video công đó là công ăn và uống. Xem bây giờ tôi bắt đầu giới thiệu qua danh sách lai lịch mẹ của các player trên điện bàn ăn một tí. Nên nghiện gái địt mẹ người ta gọi là mê gái nó cũng phải sang. Thế nào gọi là mê gái? Mê gái cứ đéo phải là vú to là vồ vào. Rồi cứ thấy địt mẹ nó có cái lỗ là cứ thế nhảy vào. Đấy đéo phải là mê gái. Mê gái nó phải có cái sĩ diện. Địt mẹ nó phải có cái gu. Gu. Đúng không? Đừng cái gì cũng xem. Cứ thấy vú to là điệp mẹ mày vồ vập vào không? Điên. Đến với giải đấu ngày hôm nay thì đầu tiên là Phong, em tôi co-founder của cái quán lẩu riêu cua đây. Còn bạn đấy, còn đây là bộ đôi giờ tôi đi ngồi ra lại bắt đầu xem dân 98 thịt mà. Ôi ơi, hai thằng BD. Có vú đúng. Thế được. Bên cạnh tôi là Caster Quang Minh à? Đúng không? Anh cứ gọi em thế được. Còn đây là con gì? Xin chào tất cả các độc giả nhé. Trọng Linh. Chào tất cả các bạn mới. Không. Đến giờ rồi. Chắc lắm một rơi. Tao là tao học kiểu học tập với anh dân tộc ấy. Mấy anh dân tộc là kiểu lên trên bản bụng thứ là mỗi ông đeo một cái chai nước ở sau lưng ấy. Mình đi mệt quá là uống. Mình hôm nay mình văn minh em uống Aquafina. Rồi Aqua đâu đâu? Aquafina, nước lọc có lợi cho sức khỏe. Chứ mình không mới luôn chưa khui luôn. Trẻ gì bây giờ? Tất nhiên tất sủng ai đi xem máy. Thật à? Thế thì tôi xem. Từ con gái thì đéo xem chứ chuyển rồi xem luôn. Ô địt mẹ thật á. Đâu? Là còn bạn tôi test rồi nữa địt mẹ mày đang tưởng con gái thì bố mày đéo xem ơi, chuyển rồi phát bố mày phải nghiên cứu luôn. Rất là nhiều bạn comment ý kiến lại với Bông là tại sao có những cái clip rất là đẹp rất là sexy của Bông mà Bông lại ẩn đâu mất tiêu hết trơn và mọi người tìm kiếm mà không gặp. Thì thật sự là những cái clip đó Bông đã ẩn đi rồi và chỉ những bạn nào là đăng ký hội viên của fan của Bông Kitchen các bạn ấy sẽ được xem. Và Bông cũng đã vừa mới tạo một cái hội viên đó và các bạn hãy nhanh tay đăng ký cái kênh đó của Bông nha để các bạn có thể nhận thêm được và xem hầu như là tất xem cả nhiều tiền mà đặc biệt coi là địt mẹ bài